ok, rất khó. Chỉ sợ lòng không bền. Nào núi vào lớp gì ạ? Vị trí, anh làm bền. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Nữ Đình Olympia năm thứ 16 cuộc thi tháng thứ 2 của quý 2. Vâng, quý vị khán giả thân mến, chắc chắn cuộc thi ngày hôm nay sẽ là một hành trình vô cùng hấp dẫn, vô cùng hồi hộp. Bởi vì các thí sinh đang đứng trên sân khấu bây giờ, họ đã có những màn trình diễn ở cuộc thi tuần rất ấn tượng với những con số cũng khá cao. Và hy vọng rằng hôm nay họ sẽ giữ vững được phong độ đó, thậm chí còn đạt được những điểm số còn ấn tượng hơn nữa. Vì thế, quý vị khán giả hãy cùng cổ vũ cho họ thật nhiệt tình ngay bây giờ. Ở vị trí số 1 ngày hôm nay là bạn Vũ Hải Trung đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, tỉnh Hải Dương. Ở vị trí thứ hai là bạn Lê Phú Cường đến từ trường Trung học phổ thông số 1 An Nhơn, Bình Định. Ở vị trí số 3 là bạn Phùng Tiến Đạt, trường Trung học phổ thông Việt Nam Ba Lan, Hà Nội. Và ở vị trí thứ 4 là bạn Đặng Việt Hưng đến từ trường Trung học phổ thông Chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai. Và trước khi cuộc thi này diễn ra, chúng tôi xin được gửi một lời cảm ơn chân thành đến các thầy trong ban cố vấn vì đã luôn có mặt và đảm bảo tính công bằng trong mỗi cuộc thi đường lên đỉnh Olympia. Và đến với trường quay ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Phó giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo nhân dân Lê Đình Trung, cố vấn môn sinh học. Nhà giáo Trần Trọng Hà, nguyên chuyên viên cao cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, cố vấn môn địa lý. Và chúng tôi cũng xin được nhiệt liệt chào mừng đến với trường quay ngày hôm nay các quý thầy cô đã đến cổ vũ cho 4 bạn thí sinh. Xin được trân trọng giới thiệu cô Hoàng Thị Kim Thoa, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Việt Nam Ba Lan, Hà Nội. Thầy Đặng Đức Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, Hải Dương. Cô Nguyễn Thị Minh Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông số 1 An Nhơn, Bình Định. Và thầy Lê Thanh Hoàng Bảo, giáo viên Trường Trung học phổ thông Chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi đầu tiên của cuộc thi tháng ngày hôm nay, đó là phần thi khởi động. Em cảm thấy rất tự hào về bản thân tại vì em đẹp nhất trong cả 4 người. Vâng, do phần thi khởi động của bạn này em ở trong đó rất hồi hộp và đau tim. Nhưng mà đi chơi ăn được 290 điểm. Phần thi khởi động ở các cuộc thi tuần, Tiến Đạt và Hải Trung đều giành được 70 điểm, Phú Cường đã có 90 điểm và xuất sắc hơn cả là Việt Hưng với 100 điểm. Họ sẽ thể hiện như thế nào ở cuộc thi tháng ngày hôm nay? Những điểm 10 đầu tiên đang chờ đợi các thí sinh. Các bạn hãy tiến lên và giành lấy. Người sẽ khởi động đầu tiên là bạn Vũ Hải Trung đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, tỉnh Hải Dương. Rất vui được gặp lại bạn. Em chào chị ạ. Đây cũng là đại diện cho phái nữ duy nhất có mặt trong cuộc thi tháng ngày hôm nay. Và cảm xúc của bạn như thế nào khi thi đấu cùng với ba bạn trai ạ? Em cảm thấy rất tự hào về bản thân tại vì em xinh đẹp nhất trong cả 4 người. Ba bạn nam đã kịp làm quen với bạn chưa ạ? Em chỉ nói chuyện được với bạn Việt Hưng thôi ạ. Vì em thấy bạn Tiến Đạt và bạn Phú Cường khá lạnh lùng và nguy hiểm. Thế còn bạn Việt Hưng thì thế nào ạ? Sau khi nói chuyện thì thấy thế nào ạ? Bạn Việt Hưng thì còn nguy hiểm hơn hai bạn còn lại. Vâng, chắc là sau khi giành được vòng nguyệt quế trở về trường thì cuộc sống của bạn có nhiều thay đổi chứ ạ? Em trở nên nổi tiếng hơn trong trường. Đi đến đâu thì cũng có người xin chụp hình selfie cùng. Có nhiều fan hâm mộ đúng không ạ? Vâng. Cảm giác đó thế nào ạ? Rất sung sướng. Nếu như giành được vòng nguyệt quế nữa mang về thì bạn còn nổi tiếng hơn nữa đấy ạ. Hôm nay đến chơi với chương trình thì bạn đã chuẩn bị những gì thêm so với cuộc thi tuần ạ? Em chuẩn bị thêm được rất nhiều kiến thức và quà tặng cho ba bạn chơi và các anh chị. Cảm ơn em. Bạn Hải Trung đã mang theo đặc sản rất ngọt ngào của tỉnh Hải Dương, đó là bánh đậu xanh. Và chúng ta sẽ cùng liên hoan với món bánh đậu xanh Hải Dương khi về đích được không ạ? Dạ vâng ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng Hải Trung khởi động qua những câu hỏi như sau của chương trình. Đầu tiên, Nghệ An. Trong hệ thống biển báo giao thông đường bộ nước ta, loại biển báo nào có hình tam giác? Bạn có thêm một điểm 10 nữa. Trong mạch điện một chiều, khi nào hiện tượng tự cảm xuất hiện? Vừa qua. Khi đóng hoặc ngắt nguồn điện ạ. Hát lượn là một làn điệu dân ca của người dân tộc nào? Tài. Bạn có thêm câu trả lời đúng. Kiểu bơi nào có tốc độ nhanh nhất bơi trong bướng. Các kiểu bơi thể thao hiện tại, đó là bơi sải ạ. Loại khí nào được tạo ra nhiều nhất khi đốt các nhiên liệu hóa thạch? Các bạn đúng là CO2. Ai là tác giả của Trinh Đặng Trần Côn? Bản chữ Hán, ông đúng là Đặng Trần Côn. Sau khi lên ngôi năm 544, vua Lý Nam Đế đã cho xây dựng ngôi chùa nào ở Hà Nội? Chùa Kim Liên. Chùa Trần Quốc ạ.
Tỉnh nào ở nước ta có đường biên giới với Lào và Campuchia? Kon Tum. Đáp án đúng là tỉnh Kon Tum. Hình thức sinh sản nào mà tế bào trứng không được thụ tinh nhưng vẫn phát triển thành cá thể mới? Chính có sinh. Bộ nhiễm sắc thể đơn bộ với tổng điểm 10. Giữa thú ăn thực vật và thú ăn thực vật. Loại ăn thực vật có ruột dài hơn có bao nhiêu loại khối đa diện đều? Bỏ qua. Có 5 loại tất cả. Và đó cũng là tất cả 12 câu hỏi mà chúng tôi dành cho Hải Trung. Hải Trung đã khởi động khá tốt với 80 điểm. Chúc mừng bạn. Kết thúc phần thi vừa rồi, em cảm thấy rất vui vì mình đã đạt được thành tích tốt hơn trong cuộc thi tuần. Em cảm thấy tiếc ở câu vật lý. Lúc đó em không nghĩ ra được câu trả lời. Bây giờ sẽ là phần thi khởi động của bạn Lê Phú Cường đến từ trường Trung học phổ thông số 1 An Nhơn Bình Định. Rất vui được gặp lại bạn. Vâng, chào anh ạ. Cảm xúc của bạn khi lần thứ hai đến với trường quay thì như thế nào ạ? Dạ, lần thứ hai đứng ở trường quay thì em thấy rung đều hơn anh. Cuộc thi tuần thì nó rung lộn xộn, còn bây giờ nó rung cả nhịp anh. Và sau khi chứng kiến phần thi khởi động của bạn nữ đứng đầu tiên thì bạn đang cảm thấy như thế nào? Vâng, do phần thi khởi động của bạn này em rung lớn hơn. Vâng, tôi có thể nghe thấy những sự run run ở cổ họng của bạn khi bạn nói rồi. Bạn nhận xét như thế nào về ba đối thủ cùng chơi với mình ngày hôm nay ạ? Dạ, ba đối thủ hôm nay ai cũng là sát thủ. Nếu không cẩn thận thì em sẽ bị thịt như chơi. Bạn làm như thịt bạn ngon lắm ấy. Thôi, anh xưa nó cũng ngọt ăn. Vâng. Ở cuộc thi tuần thì bạn khởi động được 90 điểm. Và tôi hy vọng là trong cuộc thi ngày hôm nay bạn sẽ có những số điểm còn cao hơn cả 90 nữa. Có đồng ý không ạ? Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Phần thi khởi động của bạn Phú Cường bắt đầu. Câu hỏi đầu tiên. Nếu chu vi một hình vuông tăng gấp đôi thì diện tích hình đó tăng lên 4 lần. Xin chúc mừng bạn. Cuộc đời của nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Út đã được nhà văn Nguyễn Thi bỏ qua tái hiện trong tác phẩm Người mẹ cầm súng ạ. Tay vợt trẻ này có tên là gì? Lý Hồng Nam. Bạn có thêm một điểm 10 nữa. Bức tranh nào của họa sĩ Trần Văn Cẩn đã được công nhận là bảo vật quốc gia? Đó là bức tranh Em Thúy ạ. Địa điểm nào được nhắc đến trong câu thơ Xưa bãi chiến trường? Đáp án là Đống Đa. Tuyến nước bọt ở các loài động vật có vú là tuyến ngoại tiết. Tuyến ngoại tiết. Tuyến ngoại tiết ạ. Lễ hội Lam Kinh Thanh Hóa được tổ chức hàng năm nhằm kỷ niệm cuộc khởi nghĩa nào? Kỷ niệm Lam Sơn. Bạn có thêm một câu trả lời đúng. Trong cơ thể người khoảng 90% phốt pho tập trung ở? Tế bào thần kinh. Ở xương ạ. Trong điều kiện thường, kim loại nào là kim loại nhẹ nhất và là nguyên tố rắn có mật độ thấp nhất? Đó là nguyên tố li-ti. Ở nước ta, mạng điện dân dụng một pha có điện áp hiệu dụng là 500 kV. 220 V thôi ạ. Today is Tuesday. What day of the week is the day after tomorrow? Thursday. Bạn có thêm một điểm 10 nữa, xin chúc mừng. Và đó cũng là câu hỏi số 11 mà chúng tôi dành cho bạn Phú Cường. Bạn Phú Cường đã khởi động xong và đang có 5 điểm 10. Xin chúc mừng bạn. Với số điểm hiện tại thì em cảm thấy cũng khá hài lòng. Bởi vì mấy câu hỏi trong buổi tháng luôn khó hơn. Em tiếc nhất câu hỏi vật lý. Bởi vì em không đọc kỹ câu hỏi mà nó trả lời vớ vẩn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng khởi động với người đứng ở vị trí số 3 trong cuộc thi ngày hôm nay. Đó là bạn Phùng Tiến Đạt đến từ trường Trung học Phổ thông Việt Nam Ba Lan Hà Nội. Rất vui được gặp lại bạn. Em chào chị ạ. Đây cũng là người giành được điểm nhì cao nhất và đó là một điểm số rất cao, 270 điểm. Cảm xúc của bạn như thế nào khi đến với cuộc thi này ạ? Em thấy mình may mắn khi là được điểm nhì cao nhất cũng như rất hồi hộp và đau tim khi chứng kiến trận tuần 3 tháng 2 quý 2 của bạn Trung ạ. Và đến với cuộc thi này thì bạn đã chuẩn bị thêm những gì rồi ạ? Về kiến thức thì em không chuẩn bị thêm nhưng mà em mang theo trái tim nóng và cái đầu lạnh. Nóng hơn cuộc thi tuần và cũng lạnh hơn cuộc thi tuần một chút. Vâng. Ngoài ra thì chúng tôi vẫn đang thấy những gương mặt rất thân quen của các cổ động viên của bạn Tiến Đạt với những câu khẩu hiệu quen thuộc đúng không ạ? Bạn có dành nhiều thời gian để trò chuyện với những người cùng chơi với bạn trong cuộc thi tháng này không ạ? Em chủ yếu thì chuyện với bạn Đặng Việt Hưng thôi ạ. Bạn Việt Hưng trong chương trình ngày hôm nay có vẻ khá hot đấy ạ, mặc dù chưa đến phần thi của bạn. Tại sao bạn lại nói chuyện nhiều với Việt Hưng ạ? Trước hết thì bạn thay cùng tuần với em ạ. Và... sao ạ? Bạn cũng hơi cay mũi đúng không ạ? Không. Bởi vì bạn Việt Hưng là người đã giành vòng nguyệt quế. Bạn cũng đã khởi động khá tốt ở trong cuộc thi tuần. Và chúng tôi một lần nữa cũng chúc bạn vượt qua số điểm 70 là số điểm khởi động của bạn trong cuộc thi tuần. Cảm ơn ạ. Những câu hỏi khởi động của bạn trong cuộc thi tháng như sau. Hai địa danh nào còn thiếu trong câu thơ sau? Bỏ qua. Đáp án là Bến Nghé và Đồng Nai ạ. Thông thường sự gián đoạn trao đổi gen được thực hiện nhờ hình thức cách ly địa lý.
Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng của chất béo với dung dịch glycerol. Với dung dịch kiềm ạ. What is the biggest animal in the world? Elephant. Blue whale là cá voi xanh ạ. Tiệp khắc trước đây gồm hai quốc gia độc lập nào hiện nay? Cộng hòa Séc và Slovakia. Bạn có điểm 10 đầu tiên. Triều đại nào có thời gian tồn tại lâu hơn nước ta? Đáp án đúng là Lê Trung Hưng. Năm 1954. Đáp án đúng là Đại Việt. Các môn điền kinh thi chạy cỏ. Đáp án là ném cơ ạ. Quả nào trong mâm ngũ quả ngày Tết của người miền Nam chỉ từ xài trong mong muốn cầu sung vừa đủ xài? Trống trôm ạ. Đáp án là quả xoài ạ. Hiện tượng sóng không truyền theo đường thẳng mà đi vòng ra phía sau một vật cản gọi là sự nhiễu xạ của sóng. Nếu A là một cấp số cộng có công sai bằng 0 thì A cũng là một cấp số nhân có công bội bằng 1. Trong một bản ký xướng âm, chữ A tương ứng với nốt gì? Độ. Với nốt lạ. Và đó là câu hỏi thứ 12 mà chúng tôi dành cho Tiến Đạt. Chúc mừng Tiến Đạt đã khởi động xong và đang có 4 điểm 10. Em cảm thấy hài lòng vì đã đạt được số điểm mà em đặt ra trước khi thi ạ. Với những câu hỏi của chương trình thì em thấy phù hợp với lượng kiến thức của mình và không tiếc một câu nào cả. Người sẽ khởi động thứ tư là bạn Đặng Việt Hưng đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai. Xin chào bạn. Chào bạn ạ, rất vui khi gặp lại anh. Và bạn đến với trường quay ngày hôm nay thì bạn cảm xúc thế nào? Có khác hơn so với cuộc thi tuần không? Dạ vẫn vậy, bình thường như là đi chơi vậy. Tôi rất thích cái phong cách thi đấu của bạn. Rất bình thường như là đi chơi nhưng mà đi chơi ăn được 290 điểm. Dạ vâng ạ, đúng không? Vâng, và Việt Hưng nhân viên bạn có những kỷ niệm như thế nào sau cuộc thi tuần có thể chia sẻ với chúng tôi được không ạ? Dạ, kỷ niệm vui nhất là em được làm quen thêm những bạn mới. Kỷ niệm vui thứ hai là sau khi đọc vào Nguyệt Quế thì em đã bị bạn Trường Giang và Ngọc Hà thi trận tuần 3 tháng 2 quý 2 đè ra đánh một trận. Tại vì em không cho hai bạn ấy mượn vòng Nguyệt Quế đeo. Thế hôm đó thì bạn nhất quyết không cho mượn hay sao mà lại bị đè ra đánh một trận thế ạ? Dạ, em cho mượn nhưng mà mấy bạn ấy đòi gửi về tỉnh mấy bạn, em cắt luôn, mấy bạn ấy đánh em. Vậy thì bây giờ cái chiếc vòng Nguyệt Quế đấy bạn đang để ở đâu rồi ạ? Dạ, em bỏ trong két sắt ở khách sạn. Vâng, và đến đây ngày hôm nay thì bạn chuẩn bị những gì? Kiến thức thì vẫn như cuối tuần ạ, có nhiều sản nhiều. Còn tinh thần thì vẫn như ban đầu em nói ạ. Chơi đi, dạ, đi như đi chơi. Và khởi động cuộc thi tuần bạn giành được 100 điểm. Tôi nghĩ đó là một số điểm bạn coi như là kiểu chơi chơi thôi. Và hy vọng là trong cuộc thi tháng này thì số điểm đó sẽ còn tăng hơn. Đồng ý không ạ? Dạ, hy vọng là vậy ạ. Chúc bạn thật may mắn, thật thành công. Cảm ơn anh nhiều. Những câu hỏi khởi động mà chúng tôi dành cho bạn Việt Hưng như sau. Hồ nhân tạo lớn nhất thế giới nằm ở châu lục nào? Châu Âu. Nằm ở châu Phi ạ. Chức quan nào đứng đầu các bộ Thượng thư? Phong kiến. Đáp án đúng là Thượng thư. Giải quần vợt đồng đội nam thế giới có tên David là gì? Bạn có thêm một điểm 10 nữa. Insulin là hormone có bản chất polypeptide do tuyến tụy tiết ra. Nếu đường kính đường tròn tăng pi đơn vị thì chu vi của đường tròn đó tăng bao nhiêu đơn vị? 2π. Pi mũ 2 ạ. Giấy mèn phát ra tiếng kêu tùy miệng, đúng hay sai? Đúng. Sai ạ. Lễ hội Hoa Tam Giác Mạch 2015 lần đầu được tổ chức tại Đà Nẵng. Được tổ chức tại tỉnh Hà Giang. Bài hát Mùa Xuân Nho Nhỏ được phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của tác giả nào? Ông là Thanh Hải ạ. Axit nào khi nóng hòa tan được cả kim loại bạc, đồng, phốt pho, than, dù? H2O3. Đáp án là axit H2O3. Trên một chiếu ca trù, người ngồi giữa luôn là? H2O3. Luôn là ca nương ạ. According to Greek myths, how many gods are there on Mount Olympus? Fail. Bạn có thêm một điểm 10 nữa. Điện năng tiêu thụ trên các công tơ điện thường được tính ra đơn vị gì? Ampere. Đáp án là kilowatt-giờ. Chúc mừng Việt Hưng đã khởi động xong và đang có 5 điểm 10 trong phần thi này. Lúc em thi em hơi run nên là em chưa đạt được kết quả tốt nhất. Em bỏ hai câu hơi phí, đó là câu về mùa xuân nho nhỏ và câu cuối cùng. Trong thời tiếp theo em nghĩ là em sẽ thi với một tinh thần thoải mái và có lẽ là em sẽ chiến thuật liều hơn nhiều. Các câu hỏi ở một cuộc thi tháng luôn luôn khó hơn so với cuộc thi tuần. Thế nhưng trong vòng 60 giây thì mỗi bạn đều đã giành được những số điểm 10 đầu tiên của riêng mình trong phần thi khởi động này, rất xứng đáng. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tổng kết số điểm mà họ giành được sau phần thi đầu tiên này. Bạn Tiến Đạt đang có 40 điểm. 50 là số điểm của bạn Phú Cường. Đang có 50 điểm là bạn Việt Hưng. Và tạm thời dẫn đầu với 80 điểm là bạn Hải Trung. Các thí sinh sẽ phải đi tìm một ẩn số. Như vậy là các bạn không lật mở được. Và điều đó có nghĩa là gì ạ? Chỉ có một chút tiếc nuối. Phần thi vượt chướng ngại vật ở các cuộc thi tuần, Tiến Đạt là thí sinh duy nhất tìm được từ chìa khóa và có được 60 điểm. Việt Hưng và Hải Trung giành được 20 điểm và Phú Cường chỉ giành được 10 điểm. Còn ở cuộc thi tháng ngày hôm nay, chướng ngại vật sẽ gọi tên ai?
Bây giờ sẽ là phần thi vượt chướng ngại vật. Và để vượt qua chướng ngại vật của cuộc thi tháng ngày hôm nay, các thí sinh sẽ phải đi tìm một ẩn số gồm có 11 chữ cái. Và chúng tôi đưa đến cho họ 4 từ hàng ngang gợi ý như sau. Người đầu tiên sẽ lựa chọn từ hàng ngang là bạn Hải Trung, xin mời bạn. Em chọn từ hàng ngang số 3. Hàng ngang số 3 là một từ có 7 chữ cái với câu hỏi như sau. Những sáng tác nghệ thuật truyền miệng của các tầng lớp dân chúng như ca dao, tục ngữ, thành ngữ, vè thuộc bộ phận văn học nào? Bốn bạn đều có câu trả lời là dân gian và chúng ta được chúc mừng cả bốn bạn vừa có một câu trả lời đúng và có thêm một điểm 10 với câu trả lời đúng vừa rồi. Các bạn vừa nhìn thấy ô số 3 của hình ảnh gợi ý và chúng ta sẽ đến với một từ hàng ngang khác. Lần này người lựa chọn là bạn Phú Cường, xin mời bạn ạ. Em chọn từ hàng ngang số 2 ạ. Hàng ngang số 2 là một từ có 5 chữ cái. Từ nào còn thiếu trong cụm từ dưới đây? Con đường miền Trung là chương trình do Tổng cục Du lịch Việt Nam phát động, bắt đầu từ thành phố Vinh, Nghệ An và kéo dài tới Đà Lạt, Lâm Đồng. Bạn Hải Trung có câu trả lời là tơ lụa. Xuyên là câu trả lời của hai bạn Phú Cường và Tiến Đạt và gốm sứ là câu trả lời của bạn Việt Hưng. Các bạn đều đưa ra những câu trả lời đúng là có 5 chữ cái nhưng đều chưa phải là từ cần điền vào trong cụm từ mà chúng tôi đưa ra. Như vậy là các bạn không lật mở được từ hàng ngang số 2 cũng như ô số 2 của hình ảnh gợi ý. Chúng ta bây giờ sẽ đến với một từ hàng ngang khác và xin mời bạn Tiến Đạt hãy lựa chọn ạ. Em xin chọn hàng ngang thứ tư ạ. Hàng ngang thứ tư là một từ có 4 chữ cái. Nhân vật nam chính trong tiểu thuyết Tắt Lửa Lòng của Nguyễn Công Hoan vì mắc mưu một ông quan phủ mà phụ lại mối tình với vị hôn thê tên là Lan. Đó là nhân vật nào? Có hai người có đưa ra câu trả lời là bạn Tiến Đạt với câu trả lời là Tuấn và Điệp là câu trả lời của bạn Việt Hưng. Chúng ta được chúc mừng bạn Việt Hưng với câu trả lời đúng. Bạn vừa có thêm một điểm 10 nữa. Góc hình thứ tư cũng vừa được lật mở. Và chúng ta còn lại một từ hàng ngang số 1 với câu hỏi như sau. Đây là một từ có 7 chữ cái. Mảnh đất nào là quê hương của những làn điệu quan họ? Cả bốn bạn đều có chung câu trả lời là Bắc Ninh và lần này cả bốn bạn đều giành được điểm 10 với câu trả lời vừa rồi. Như vậy là các bạn đều đã vượt qua cả bốn từ hàng ngang và chúng tôi vừa nhận được tín hiệu xin trả lời chướng ngại vật của bạn Hải Trung. Xin mời bạn ạ. Em ơi chị, theo hàng chướng ngại vật là tranh đồng hồ. Vâng, vừa rồi bạn Hải Trung đã đưa ra từ chìa khóa cho chướng ngại vật ngày hôm nay và tôi đang được ngồi cạnh một bạn nhận là rất là thân và thân lắm lắm với bạn Hải Trung. Vâng, bạn có thể giới thiệu về mình được không ạ? Dạ, em tên là học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Du. Hải Trung bình tĩnh và suy nghĩ chắc chắn càng nhanh và càng tốt. Thành Đạt, bạn ý trả lời rồi. Tiếp tục suy nghĩ thêm câu trả lời nào. Dạ, còn những vòng sau khác nữa cơ. Những cái vòng sau đúng không? Vòng vòng này chắc chắn là ăn rồi đúng không? Các bạn có nghĩ thế không ạ? Chúng ta vừa được nghe câu trả lời của bạn Hải Trung. Tranh đồng hồ đúng là một cụm từ có 11 chữ cái, nhưng chúng ta vẫn còn một câu hỏi ở ô trung tâm. Và đồng thời chúng tôi cũng đã vừa nhận được tín hiệu xin trả lời chướng ngại vật từ bạn Việt Hưng. Bạn có câu trả lời như thế nào ạ? Dạ, cũng là tranh đồng hồ. Và điều đó có nghĩa là gì ạ? Bạn Hải Trung được điểm ạ. Chắc chắn là như vậy. Chắc chắn. Vâng, đó là những gì mà chúng tôi muốn nhắc đến trong phần thi vượt chướng ngại vật ngày hôm nay. Xin chúc mừng Hải
Hải Trung bạn vừa có thêm 20 điểm và là người vừa chiến đại và xuất sắc nhất trong cuộc thi tháng hôm nay. Chỉ có một chút tiếc nuối thôi, nếu không ạ, giá như các bạn đưa ra được câu trả lời này nhanh hơn thì số điểm đã cao hơn rất nhiều rồi. Ngày hôm nay chúng ta nói về dòng tranh dân gian Đông Hồ, một sáng tạo của người dân Bắc Ninh ở làng Đông Hồ. Tranh Đông Hồ được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và được làm trên giấy điệp. Hình ảnh gợi ý có lẽ cũng đã làm khó các bạn một đôi chút, bởi vì đây chính là hình ảnh của một khuôn bức tranh mục đồng thổi sáo và đó là một dụng cụ để làm ra tranh Đông Hồ. Vâng, như vậy là bạn Hải Trung là người xuất sắc nhất trong phần thi vượt chướng ngại vật của chúng ta trong cuộc thi tháng này. Và quan trọng hơn là bạn đã giúp cả ba bạn còn lại vượt qua phần thi này và đến với phần thi tiếp theo. Bây giờ chúng ta cùng tổng kết xem họ đang có bao nhiêu điểm trước khi đến với phần thi tăng tốc. Bạn Tiến Đạt đang có 60 điểm, 70 là số điểm của bạn Phú Cường, đang có 80 điểm là bạn Việt Hưng và tạm thời dẫn đầu với 120 điểm là bạn Hải Trung. Vui nhưng mà cũng có hơi chút tiếc nuối tại vì em bấm chuông chậm quá. Em cảm thấy khá là tiếc. Em đã nghĩ đây là chướng ngại vật rồi mà vẫn còn chần chừ quá. Em cảm thấy cũng hơi lo lắng và bất ngờ khi bạn trả lời đúng. Khi bạn Trung trả lời thì tất nhiên là em hy vọng bạn trả lời sai ạ. Nhưng mà khi bạn đưa ra đáp án là trên đồng hồ thì em đã phải thầm khen bạn rồi. Với số điểm hiện tại em nghĩ là đây vẫn chưa phải là lợi thế. Tại vì khoảng cách giữa các bạn cũng không phải là quá lớn. Số điểm đó cũng hơi xa để bám kịp ạ. Em thấy vẫn không bị áp lực ạ, vẫn tinh thần đi thi như đi chơi ạ. Dạ, còn chưa tăng tốc để thi tốt hơn thì em phải cải thiện khả năng đánh máy tính của mình. Chúng ta đang nhìn thấy những số điểm rất cao, những cuộc bứt phá ngoạn mục. Tăng tốc là thế mạnh của cả 4 thí sinh, rất khó để ghi được điểm trong một câu hỏi tăng tốc của một cuộc thi tuần. Các thí sinh đã tăng tốc rất tốt. Tiến Đạt đã giành được 140 điểm, Việt Hưng 130 điểm, Hải Trung 120 điểm và Phú Cường 80 điểm. Liệu họ có còn giữ được phong độ đó trong cuộc thi tháng hôm nay? Và ai sẽ làm nên sự bứt phá ấn tượng nhất trong phần thi này? Bây giờ sẽ là phần thi chứng kiến những cuộc bứt phá ngoạn mục, tăng tốc. Có thể nói tăng tốc là thế mạnh của cả 4 thí sinh tham dự cuộc thi tháng ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi mời họ đến với cơ hội tăng tốc đầu tiên với câu hỏi như sau. Có rất nhiều hình tam giác nhỏ và có những con số. Ở phía dưới cùng bên phải có một dấu hỏi chấm. Các bạn hãy tìm ra quy luật và điền một hình thích hợp mà chúng tôi đưa ra ở phía dưới vào dấu hỏi chấm sao cho phù hợp với quy luật đó. Chúng tôi đưa ra cho các bạn các sự lựa chọn là A, B, C, D, E và F. 30 giây bắt đầu. Trả lời nhanh nhất là bạn Phú Cường đưa ra câu trả lời là E ở 0 giây 17. Bạn Việt Hưng cũng lựa chọn phương án E, bạn Hải Trung cũng vậy. Và ở những giây cuối cùng, bạn Tiến Đạt lựa chọn phương án B. Bạn Phú Cường thân mến, bạn đã đưa ra một câu trả lời rất nhanh. Bạn đã tìm ra quy luật gì ạ? Dạ, em nghĩ là tổng của hai hình dưới là bằng tổng của hai số ở dưới là bằng số ở trên. Và màu sắc thì đối xứng qua trục giữa. Màu sắc thì đối xứng qua trục giữa. Vâng. Hoặc là nếu như hai hình tam giác phía dưới màu xanh thì tam giác phía trên có màu đỏ. Và đúng là ở dấu hỏi chấm chúng ta cần phải điền vào một hình tam giác có số 7 và màu phải là màu xanh. Phương án E, câu trả lời của ba bạn là phương án chính xác của câu hỏi này. Xin chúc mừng cả ba bạn. Bạn Phú Cường sẽ có thêm 40 điểm. Chúc mừng Việt Hưng với thêm 30 điểm. Và chúc mừng bạn Hải Trung với thêm 20 điểm. Trong câu hỏi thứ hai của phần thi tăng tốc ngày hôm nay, các bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều hình ảnh hiện ra trong vòng 30 giây. Và hãy cho chúng tôi biết những hình ảnh đó nói về cái gì.
ảnh vừa rồi nói về sự ra đời của đèn giao thông, nhưng chúng tôi chưa được chúc mừng Hải Trung, Phú Cường. Và cũng thật tiếc khi không được chúc mừng bạn Việt Hưng đã không kịp hoàn thành câu trả lời là đèn giao thông của mình. Và chúng ta cũng không được chúc mừng bạn Tiến Đạt với câu trả lời là tàu hỏa. Rất khó để ghi được điểm trong một câu hỏi tăng tốc của một cuộc thi tháng, bởi vì chúng ta vừa phải nhìn hình và vừa phải có khả năng đánh máy nhanh nữa. Và vì vậy các bạn đã để lại một cơ hội tăng tốc thứ hai. Còn bây giờ chúng tôi mời họ thử sức với cơ hội tăng tốc thứ ba với câu hỏi như sau. Các bạn hãy sắp xếp các kỳ thế vận hội sau theo nơi diễn ra. 30 giây bắt đầu. Trả lời nhanh nhất là bạn Tiến Đạt với cách sắp xếp là DBAC. ABDC là câu trả lời của bạn Việt Hưng. DBCA là câu trả lời của bạn Phú Cường. Và rất tiếc là bạn Hải Trung chưa có câu trả lời. Đây một lần nữa lại là một câu hỏi không hề dễ. Và đáp án phải là năm 2012 được tổ chức tại Anh. Năm 2004 được tổ chức tại Hy Lạp. Năm 2000 ở Úc và năm 2008 tổ chức ở Trung Quốc. Chỉ có một câu trả lời đúng thôi với phương án sắp xếp là DBAC. Đó cũng là câu trả lời của bạn Tiến Đạt. Xin chúc mừng Tiến Đạt. Và chúng ta đang nhìn thấy những số điểm rất cao trong phần thi tăng tốc. Tất cả các bạn đều đang có từ 100 điểm trở lên. Và họ vẫn còn một cơ hội nữa để thử sức mình. Nhưng đây cũng đã là cơ hội tăng tốc cuối cùng của phần thi này hôm nay. Đây là con gì? Và xin chúc mừng Việt Hưng có thêm 40 điểm. Chúc mừng Tiến Đạt với thêm 30 điểm và Hải Trung với thêm 20 điểm. Vâng, quý vị khán giả thân mến, cuộc thi của chúng ta ngày hôm nay đang càng lúc càng trở nên hồi hộp khi mà số điểm mà các bạn đang có, chúng ta có thể nhìn trên sân khấu bây giờ, đang rất sát nhau. Và chắc chắn là trong phần thi về đích sẽ là một phần thi vô cùng hấp dẫn. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Thế nhưng trước đó chúng ta hãy cùng tổng kết lại số điểm mà cả 4 bạn đang giành được trước khi đến với phần thi quan trọng này. Bạn Phú Cường đang có 110 điểm. 130 là số điểm của bạn Tiến Đạt. Đang có 150 điểm là bạn Việt Hưng. Và tạm thời dẫn đầu với 160 điểm là bạn Hải Trung. Em thấy câu hỏi hôm nay rất khó, đặc biệt là hai câu video clip. Vì phải đến những giây cuối cùng thì em mới có thể nhận ra và có được. Em cảm thấy hơi tiếc ở câu đèn giao thông, vì câu đó em cuốn quá, em enter trước khi đáp án. Em nghĩ các câu hỏi trong phần thi tăng tốc này cũng khá là vừa sức, nhưng do quán đại khả năng đã mấy chọn của em. Em thấy tiếc nhất là câu hỏi sắp xếp ạ. Em đã gõ đúng rồi nhưng không hiểu sao lại xóa đi. Trong phần thi về đích vì em đến quỹ cuối cùng nên là sau khi ba bạn về đích xong thì em mới quyết định chính hợp của mình. Trong phần thi về đích em sẽ thi hết mình. Do em về đích đầu tiên nên em cảm thấy khá lo lắng. Do khoảng cách điểm đã được rút ngắn nên vẫn thoải mái hơn so với lúc trước. Một câu trả lời rất nhanh và đó là một câu trả lời rất chính xác. Chuối cậu. Và thật tiếc. Dạ em không còn gì để mất đâu. Phải trả lời đúng câu hỏi này thì mới xứng đáng giành được vòng nguyệt quế. Và chúng tôi chúc mừng bạn vì điều đó. Trong các cuộc thi tuần, các thí sinh đều chọn gói 40 điểm. Hải Trung từng về đích tốt nhất với 80 điểm. 40 điểm là số điểm mà Phú Cường và Việt Hưng đều có được sau phần thi này. Tiến Đạt đã không giành được điểm nào. Liệu vòng nguyệt quế ngày hôm nay sẽ gọi tên ai? Câu trả lời chỉ có sau phần thi. Bạn Vũ Hải Trung là người đầu tiên bước đến phần thi về đích và tôi đang được ngồi cạnh bạn Nguyễn Thành Đạt. Vâng, Thành Đạt thân mến, bạn có biết vì sao mà bạn Hải Trung cứ muốn nghe những lời động viên tinh thần từ bạn không? Tại vì em và bạn ấy là một người là một đôi bạn thân. Là một đôi bạn thân rất thân đúng không? Bây giờ thì bạn sẽ có thể có những cái cách giúp bạn Hải Trung thật bình tĩnh.
theo cách của riêng bạn. Bạn có biết cách nào không? Dạ vâng. Chú ơi cậu. Cái gì đấy? Chú ơi, cố lên. Trước khi đến với các gói câu hỏi của chương trình thì Hải Trung nên động viên lại bạn Thành Đạt cho bạn ấy bình tĩnh hơn. Từ đầu chương trình đến giờ qua 3 phần thi thì Hải Trung luôn cười rất tươi và luôn dẫn đầu đoàn leo núi. Chúng tôi chúc bạn sẽ luôn giữ được phong độ đó để khi đến với phần thi về đích. Xin mời bạn hãy tiến lên phía trước. Bạn đang có 160 điểm, nhưng phía sau bạn là các bạn Việt Hưng, Tiến Đạt và Phú Cường đều đang có những điểm số rất sát, 150, 130 và 110 điểm. Điểm nhì của tuần trước đang là 200 điểm và bạn sẽ lựa chọn gói câu hỏi nào để về đích ạ? Em xin chọn gói câu hỏi 40 điểm. Chúc bạn thành công với 3 câu hỏi như sau. Câu hỏi 10 điểm đầu tiên. Phần đất liền châu Á tiếp giáp với những châu lục nào? Châu Phi, châu Âu. Bạn Hải Trung đã đưa ra một câu trả lời chính xác, xin chúc mừng bạn. Câu hỏi 10 điểm thứ hai của Hải Trung như sau. Người ta làm chặt cán búa bị lỏng bằng cách gõ mạnh đuôi cán búa xuống đất. Đó là áp dụng của hiện tượng vật lý nào? Tiếc là chúng tôi chưa nhận được câu trả lời từ Hải Trung. Các bạn còn lại có câu trả lời không ạ? Chúng ta vẫn thường quan sát thấy mọi người làm như vậy. Và hiện tượng được áp dụng ở đây là hiện tượng quán tính. Khi chúng ta gõ mạnh cán búa xuống đất thì cán và búa đều chuyển động đi xuống. Và khi gặp mặt đất bị dừng đột ngột thì đầu của búa vẫn sẽ theo chiều đi xuống và sẽ ngập sâu vào cán búa. Đó là lý do vì sao chiếc búa trở nên chắc hơn. Phía trước bạn bây giờ là một câu hỏi 20 điểm. Bạn có lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Dạ không ạ. Bạn hãy trả lời câu hỏi sau của nhóm phóng viên Olympia. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ mang đến cho các bạn một câu hỏi hóa học như sau. Trên tay tôi là ba lọ mất nhãn đã đánh số thứ tự chứa các dung dịch iốt đua, sunfua, clorua và dung dịch trì nitrat. Ta tiến hành thí nghiệm hóa học như sau. Cho lần lượt dung dịch trì nitrat vào ba ống nghiệm. Các bạn hãy cho biết các ống nghiệm 1, 2, 3 lần lượt đựng các dung dịch muối nào. Ống 1 đựng dung dịch clorua, ống 2 đựng dung dịch sunfua, ống 2 đựng dung dịch iốt tua và ống 3 đựng dung dịch sunfua. Chúng tôi đã nhận được câu trả lời của bạn Hải Trung. Đây là một câu hỏi hóa học 20 điểm. Và thật tiếc khi bạn không lựa chọn ngôi sao hy vọng. Bạn vừa có trọn vẹn 40 điểm với gói câu hỏi mà bạn đã lựa chọn và xin mời bạn hãy trở về vị trí. Người tiếp theo đến với phần thi về đích là bạn Lê Phú Cường và chắc chắn bạn muốn nghe những lời động viên tinh thần từ phía giáo viên chủ nhiệm của lớp mình, đó chính là cô Lê Thị Thanh Nga. Mong rằng trong cái cuộc thi hôm nay đã gần tới đích, Cường thật bình tĩnh và thể hiện bản lĩnh của mình cùng chung với các bạn Hải Trung, Tiến Đạt và Việt Hưng để đến một cái đích với một cái tinh thần rất xuất sắc. Cô mong là em hãy bình tĩnh, hãy cố gắng. Dạ vâng, cảm ơn cô. Từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta luôn nhìn thấy vẻ rất điềm tĩnh của bạn Phú Cường. Và chắc là bạn đã rất bình tĩnh rồi đúng không ạ? Dạ chưa chị. Chưa ạ. Vậy chúng tôi làm thế nào để cho bạn bình tĩnh hơn ạ? Dạ cho em thi luôn. Xin mời bạn hãy tiến lên phía trước. Một gói câu hỏi hợp lý sẽ giúp bạn vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi. Bạn sẽ lựa chọn gói câu hỏi nào? Dạ em không còn gì để mất đâu. Em chọn gói 60. Chúc bạn thành công với gói câu hỏi 60 điểm đầu tiên của chương trình và gồm những câu hỏi như sau. Đầu tiên là một câu hỏi 10 điểm. Núi cao sông hãy còn dài, 5 năm báo oán đời đời đánh ghen là câu ca dao nhắc đến truyền thuyết nào? Sơn Tinh Thủy Tinh ạ.
một câu trả lời rất nhanh và đó là một câu trả lời rất chính xác. Xin chúc mừng Phú Cường. Bây giờ bạn sẽ có một câu hỏi 20 điểm như sau. Vì sao các tấm tôn lợp mái nhà thường có dạng lượn sóng? Dạ, do sự giãn nở vì nhiệt. Nó có dạng lượn sóng để tránh làm nứt các miếng tôn. Thực ra thì không chỉ có tôn đâu mà những tấm lợp khác trên mái nhà cũng có dạng lượn sóng, và điều đó đúng là để tránh sự giãn nở về nhiệt. Xin chúc mừng Phú Cường, bạn vừa có thêm 20 điểm với câu trả lời vừa rồi. Còn bây giờ bạn sẽ có một câu hỏi 30 điểm. Và bạn có lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Dạ không ạ. Bạn hãy trả lời câu hỏi sau bằng tiếng Anh. Hi everyone, my name's Ed, I'm from England. When I was a kid, I loved drawing national flags. The bit that interested me the most, apart from the color and shape of the flag, was the symbols, like a star or a moon or a leaf. But can you tell me which one of these national flags does not have a star on it? Is it Vietnam, Singapore, Thailand or China? Good luck. Việt Nam. Rất tiếc đó chưa phải là đáp án của câu hỏi này. Xin mời các bạn khác ạ. Tín hiệu từ bạn Việt Hưng, xin mời bạn. Câu trả lời của em là Thailand. Bạn đã nghe được những gì ạ? Em nghe được là thầy giáo nói là thầy thích vẽ cờ của các quốc gia. Thì thầy hỏi là cờ của nước nào không có ngôi sao. Thì thầy cho 4 nước, em chỉ nghe được 3 nước thôi ạ. Thầy có nói rằng là hồi nhỏ thì thầy thích vẽ lá quốc kỳ của các quốc gia, và câu hỏi của thầy đúng là lá cờ nào thì không có ngôi sao. Thầy đưa ra các đất nước là Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan và Singapore, và đáp án đúng là Thái Lan. Cờ của Thái Lan có 5 trọng ngang, và đó là câu hỏi 30 điểm bằng tiếng Anh mà chúng tôi dành cho bạn Phú Cường. Xin mời bạn hãy trở về vị trí. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi về đích của bạn Phùng Tiến Đạt đến từ trường Trung học phổ thông Việt Nam Ba Lan Hà Nội. Thế nhưng trước đó hãy cùng nghe cô giáo Nguyễn Thu Thủy chia sẻ đôi điều về bạn Đạt. Phùng Tiến Đạt là em học sinh rất là trầm tính nhưng rất quyết đoán. Khi bạn Đạt đã quyết tâm điều gì thì bạn sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành được. Và cô và các bạn ở đây tuyệt đối tin tưởng vào Phùng Đạt. Phùng Đạt cố lên. Chúng ta đang nghe thấy những câu cổ động quen thuộc dành cho bạn Tiến Đạt. Tiến Đạt, Tiến là Đạt. Xin mời bạn hãy tiến lên phía trước ạ. Hiện giờ bạn đang có 130 điểm và bạn sẽ lựa chọn gói câu hỏi nào ạ? Em xin chọn gói câu hỏi 60 điểm ạ. Chúng tôi dành cho bạn 3 câu hỏi như sau. Đầu tiên là một câu hỏi 10 điểm. Anh hùng lao động nào được nhắc đến qua những câu thơ sau? Hỏi anh có thú vui gì? Anh cười vu thú, đời đi chăn bò, cách mạng cần, việc nhỏ việc to, đánh Mỹ nuôi bò, việc gì cũng quý. Chúng tôi chưa nhận được câu trả lời của bạn. Các bạn còn lại có câu trả lời không ạ? Tín hiệu từ bạn Việt Hưng. Thưa chị, câu trả lời của em là đây là anh hùng hồ quán. Thật tiếc khi chúng tôi lại nghe thấy câu trả lời này. Chúng ta đang nhắc đến anh hùng Hồ giáo chứ không phải là Hồ Quán trong câu hỏi này. Bạn Việt Hưng đã có một chút nhầm lẫn. Đó là câu hỏi 10 điểm của Tiến Đạt. Phía trước bạn bây giờ là một câu hỏi 20 điểm. Theo các tài liệu, axit nitric là chất lỏng không màu, nhưng trong các phòng thí nghiệm, axit nitric dù rất loãng đều có màu vàng nhạt. Bạn hãy giải thích vì sao có hiện tượng này. Vì trong không khí có CO2 nên lượng CO2 sẽ tác dụng với axit nitric và tạo ra màu vàng nhạt ạ. Chúng tôi chưa được chúc mừng Tiến Đạt về cách giải thích vừa rồi. Xin mời các bạn khác ạ. Tín hiệu từ bạn Phú Cường, xin mời bạn. Câu trả lời là axit nitric sẽ tác dụng với oxy trong không khí, sẽ tạo ra lưu huỳnh, và lớp lưu huỳnh này làm cho axit có màu vàng. Chúng ta sẽ thấy axit nitric dù rất loãng nhưng đều có màu vàng nhạt là bởi vì nó tác dụng với không phải là với oxy trong không khí, mà dưới tác dụng của ánh sáng thì đây là một axit không bền cho nên bị phân hủy ra thành NO2, oxy và nước.
Chính NO2 tan trong nước sẽ làm cho dung dịch có màu vàng nhạt. Đó là câu hỏi 20 điểm hóa học mà chúng tôi dành cho Tiến Đạt. Và rất tiếc bạn Phú Cường cũng chưa đưa ra được cách giải thích đúng. Tiến Đạt bây giờ sẽ đến với câu hỏi 30 điểm của mình như sau. Em chọn ngôi sao hy vọng ạ. Chúc bạn thành công với câu hỏi có ngôi sao hy vọng. Và là một câu hỏi bằng tiếng Anh như sau. Hi, I'm Cody from Seattle, United States. I've been to many Southeast Asian countries, but one country impressed me especially because it is different than all the others. This country doesn't have a coastline, and it shares the longest land border with Vietnam to the east. Which country am I talking about? Good luck. Lào. Lào. Chúng tôi đã nhận được câu trả lời của Tiến Đạt và được chúc mừng bạn về câu trả lời đúng này. Chúng tôi đã giúp bạn có thêm 60 điểm và xin mời bạn hãy trở về vị trí. Trong câu hỏi vừa rồi, thầy giáo có hỏi về một đất nước khá đặc biệt mà thầy vừa đến tham quan. Đất nước này không có đường bờ biển và có đường chung biên giới với nước ta dài nhất, đó chính là đất nước Lào. Câu trả lời của bạn Tiến Đạt ạ. Bây giờ Việt Hưng đang có 175 điểm và chúng tôi vẫn nhớ là bạn đến đây là để chơi thôi đúng không ạ? Dạ vâng. Vâng, xin mời bạn hãy tiến lên phía trước. Hãy thật thoải mái để chơi trong những gói câu hỏi của chương trình. Đây là những gói câu hỏi dành riêng cho bạn. Bạn sẽ lựa chọn gói câu hỏi nào ạ? Gói 60 điểm. Chúng tôi dành cho bạn những câu hỏi như sau. Đầu tiên là một câu hỏi 10 điểm. Hệ thống nốt sần ở rễ cây lạc cung cấp một lượng lớn chất gì cho cây? Dạ, đạm. Đúng là như vậy. Và chúc mừng bạn vừa có thêm một điểm 10 với câu trả lời vừa rồi. Phía trước bạn bây giờ là một câu hỏi 20 điểm như sau. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 30 km/h, sau đó đi từ B về A với vận tốc 45 km/h. Bạn hãy tính quãng đường AB, viết thời gian đi từ B về A ít hơn thời gian đi từ A đến B là 40 phút. Rất tiếc đó lại chưa phải là đáp án của câu hỏi này. Xin mời các bạn khác ạ. Từ bạn Tiến Đạt, xin mời bạn ạ. Câu trả lời của em là 3 km. Vâng, chúng ta cần áp dụng cách tính tỉ số để giải bài toán này. Chúng ta nhận thấy rằng tỉ số về vận tốc giữa lượt đi và lượt về là 30 so với 45 là 2/3. Và quãng đường thì cố định, vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỷ lệ nghịch với nhau. Và từ đó thì chúng ta sẽ tìm ra được quãng đường AB sẽ là 60 km, chứ không phải là 3 hay là 50 km. Vẫn còn một câu hỏi nữa. Đây là một câu hỏi 30 điểm và sẽ là câu hỏi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Hãy thật thoải mái để đến với câu hỏi này ạ. Bạn hãy trả lời câu hỏi sau của nhóm phóng viên Olympia. Xin chào quý vị khán giả và các bạn học sinh. Và ngày hôm nay tại khu di tích lịch sử mà nơi tôi đang đứng, nó đã ghi dấu một chiến thắng của nhân dân ta diễn ra vào ngày 2 tháng 1 năm 1963. Di tích này nằm tại xã Tân Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Chiến thắng này là trận đầu đánh bại chiến thuật Trực Thăng Vận, Thiết Xa Vận của Mỹ và quân đội Sài Gòn, mở đường cho cao trào tiêu diệt sinh lực địch trong càn quét, bắn máy bay, đánh thiết giáp và đưa phong trào phá ấp chiến lược lên đỉnh cao. Thắng lợi này không chỉ có ý nghĩa về chiến thuật mà còn có ý nghĩa quan trọng về chiến lược, bởi nó đã đánh dấu sự phát triển thế và lực của cuộc chiến tranh cách mạng. Mặt khác, đây là trận mở đầu cho sự khủng hoảng về chiến thuật và là dấu hiệu phá sản chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ và quân đội Sài Gòn. Các bạn hãy cho biết chiến thắng lịch sử mà chúng tôi đang nhắc đến ở đây diễn ra vào ngày 2 tháng 1 năm 1963 là chiến thắng nào? Chúc các bạn thành công! Chiến thắng ấp Bắc. Chiến thắng ấp Bắc. Phải trả lời đúng câu hỏi này thì mới xứng đáng giành được vòng nguyệt quế của cuộc thi tháng ngày hôm nay.
Và chúng tôi chúc mừng bạn vì điều đó. Chúc mừng Việt Hưng. Xin mời bạn hãy trở về vị trí. Quý vị khán giả thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa trải qua những giờ phút rất hồi hộp và có một cái kết không thể kịch tính hơn. Còn nhiệm vụ của tôi bây giờ thì sẽ là tổng kết lại số điểm mà các bạn đã giành được sau cuộc thi ngày hôm nay. Đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, tỉnh Hải Dương, bạn Vũ Hải Trung giành được 190 điểm. Bạn Lê Phú Cường đến từ trường Trung học phổ thông số 1 An Nhơn, Bình Định giành được 100 điểm. 180 là số điểm của bạn Phùng Tiến Đạt đến từ trường Trung học phổ thông Việt Nam Phan Lan, Hà Nội. Và bạn Đặng Việt Hưng đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai giành được 215 điểm. Rất hồi hộp và rất gay cấn. 1.6 54, câu trả lời của bạn sai rồi. Xinh gái, tình cảm và tốt bụng, có sở thích là múc các bạn nam. Tôi không có ý hỏi để mời ra đâu ạ. Xin ghế lại hỏi. Đấu loại trực tiếp. Hãy cố gắng bình tĩnh, tự tin và đến đỉnh. Câu trả lời ngang xe rồi ạ. Điều chưa từng có của Olympia trong suốt 16 năm qua. Cùng gửi lời chúc mừng đến người đang có điểm số cao nhất trong chương trình ngày hôm nay, đó là bạn Đặng Việt Hưng đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai với 215 điểm. Xin mời bạn đến với vòng nguyệt quế của mình và xin mời các bạn Hải Trung, Phú Cường, Tiến Đạt đến đây để nhận các phần thưởng của chương trình. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời Phó giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo nhân dân Lê Đình Trung và nhà giáo Trần Trọng Hà sẽ lên trao vòng nguyệt quế và phần thưởng cho các bạn. Vâng, quý vị khán giả thân mến, cuộc thi nào cũng có hồi kết thúc và cuộc thi ngày hôm nay cũng vậy, các bạn đều đã về đến đích rồi. Các bạn đều là những người đã thi đấu rất xuất sắc và người xuất sắc nhất là người đã giành vòng nguyệt quế ngày hôm nay và sẽ là người có mặt trong cuộc thi quý 2. Đó chính là bạn Đặng Việt Hưng đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai. Xin được một lần nữa chúc mừng bạn. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau sau một tuần nữa để đến với cuộc thi tuần đầu tiên của tháng 3 quý 2. Xin chúc quý vị và các bạn có một tuần mới với đầy ắp niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại. Dạ, chiến thắng này có được là nhờ công sức của bạn bè và gia đình ạ. Em xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Em cảm thấy em không còn gì để hối hận tại vì em đã làm hết sức của mình. Và em đã là người đầu tiên của trường Trung học phổ thông Nguyễn Du leo lên đỉnh Olympia. Em chúc mừng bạn Việt Hưng vì bạn rất xuất sắc ạ. Em còn hơi nuối tiếc một số phần nhưng mà em đã chiến đấu hết mình ạ.